Chào mừng các em đã quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 11 trên trang web olm.vn Chúng ta tiếp tục bài 7 với kỹ năng nói Unit 7 Further Education Speaking Các em biết đến các loại hình học bổ túc nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé! Ties of Further Education Trước tiên các em hãy đọc định nghĩa sau và chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: Đi đến nước ngoài để học tập trong một khoảng thời gian như một phần của chương trình giữa hai tổ chức giáo dục được gọi là sinh viên trao đổi. An exchange student. Câu 2: Cho phép sinh viên quản lý tiến độ học tập của họ miễn là họ đạt yêu cầu các tín chỉ theo yêu cầu được gọi là khóa học theo chế độ tín chỉ. A credit-based course. Câu 3. Theo học một khóa học chuyên môn và nhận bằng cử nhân sau khi học, đó là sinh viên đại học. An undergraduate student. Câu 4. Là một mạng lưới các máy chủ trên Internet được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu là dịch vụ lưu trữ đá mây the cloud Câu cuối cùng cho phép sinh viên tự học tập tại nhà hoặc tại văn phòng, tiếp cận các tài liệu, giao tiếp với gia sư và sinh viên khác qua máy tính được gọi là đào tạo từ xa, distant learning or education. Đây là các hình thức học tập khác nhau. Bây giờ, các em hãy lắng nghe kỹ đoạn hội thoại giữa bốn bạn và trả lời các câu hỏi. Hi everyone. Our discussion topic today is further education. Min, would you like to start? I think entering university after graduating from secondary school will be the best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge and critical thinking skills. Moreover, a bachelor's degree will help us to find a job more easily. How about you, Anna, which option would you prefer? Well, I'd rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not. I totally agree with you, Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people to pursue further education while working. We can study independently and pay our tuition fees. That's right. I prefer online and distance courses. With the development of the internet, we don't need to be campus-based students. We can work and study simultaneously. Is that what we call cloud learning? Yes. It's a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the program schedule. One more thing to consider is the availability of student exchange programs. These are excellent opportunities for students to travel to earn credits, broaden their knowledge, or experience new cultures. So, in summary, there are different choices for us in further education campus or cloud based, full time or part time courses, and exchange programs. We're so lucky. Bây giờ cô có các câu hỏi sau. Câu 1, tại sao Minh lại cho rằng thi học đại học sau khi tốt nghiệp trung học là lựa chọn tốt nhất? Câu 2, tại sao Anna thích học các khóa học hướng nghiệp hơn? Câu 3, các kiểu tham gia khóa học được đề cập đến trong đoạn hội thoại là gì? Câu 4, lợi ích của việc học tập dựa trên cơ sở dữ liệu đám mây. Câu cuối cùng các khóa học tín chỉ có lợi ích như thế nào cho sinh viên? Đáp án câu 1, bởi vì sinh viên có thể thu được nhiều kiến thức và kỹ năng tư duy phản biện và sinh viên cũng có thể kiếm việc dễ hơn khi có bằng cử nhân. Câu 2, bởi vì sinh viên cần một số kỹ năng để có được một công việc trước khi họ có thể quyết định xem họ có muốn lấy bằng đại học hay không. Câu 3. Đó là học tại trường, bán thời gian, toàn thời gian và học trực tuyến. Câu 4. Học tập dựa trên cơ sở dữ liệu đám mây cho phép học sinh vừa học vừa làm. Câu 5. Các khóa học tín chỉ cung cấp cho sinh viên các chương trình và lịch học linh hoạt hơn. Ở trong đoạn hội thoại đưa ra 4 kiểu khóa học. Bên cạnh đó cũng giải thích được lợi ích của từng khóa học là gì. Trong bài, bốn bạn cũng dùng các từ ngữ để thể hiện sự ưa thích của mình. Đó là các từ ngữ nào? Đó là các từ như chấm chấm is the best choice hoặc well I'd rather chấm 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 hay I prefer hoặc cấu trúc one more thing to consider chấm chấm chấm. Hoặc which option would you prefer? Dựa vào đoạn hội thoại vừa rồi cũng như các cụm từ đã học ở trên, các em hãy nói mình thích khóa học nào và tại sao các em lại nghĩ vậy. Các em hãy luyện tập nói thêm ở nhà nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm vn